là phải cứu độ, ai cũng cứu độ hết, nhưng mà cái nghiệp của mình phải chết vào cái cảnh đó là mình phải chịu. Còn cái người gì, cái người kém đức, cái người không có đức, không có phước, không tu hiền thì phải bị trả quả, đến ngày trả quả âm ỉ biết bao. Còn Quan Thâm Bồ Tát cầm nhành dương liễu rải ra để diệt tà tinh, thì lúc này đó là những người có công đức, những người có tu hành, những người có ăn chay, những người biết hiếu thảo, những người lo cho đất nước thì sẽ được Quan Thâm Bồ Tát cứu hết, sẽ cứu độ được hết. Nên gọi là cầm nhành dương liễu rải tà tinh. Vào thời kỳ sau này mà cái nạn mà con người mà bệnh dịch mà toàn cầu thế giới chết chôn không thể kịp, thì lúc này đó thì ma quái nó sẽ lộng hành. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa thần linh sở tại, sau kính thưa tất cả các đấng thiêng liêng của trên núi Thiên Cẩm Sơn, ở tại nơi thánh tích dồ đá dựng, sau kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo cùng bà con kính mến trong nước ngoài nước, luôn luôn được bình an tốt đẹp và hạnh phúc. Chúc phúc cho toàn thể chú vị mình vào buổi sáng của ngày 16 tháng Chạp, cũng đã bắt đầu còn mười mấy ngày nữa thôi, gói gọn 14 ngày nữa là đã hết năm cũ để bắt đầu bước qua năm mới. Để Dũng được có cái duyên gặp gỡ chư huynh đệ cũng như chư đồng đạo, đem lại những câu giảng của Đức Thầy, bàn bạc chia sẻ coi như một món quà tặng bà con mình vào mùa cuối năm, mùa đông lạnh giá. Cũng đã cuối năm rồi, bước qua năm mới, chúng tôi cũng không có, nếu nói ngày Tây lịch á thì đã qua năm mới rồi, còn nếu nói âm lịch á thì còn mười mấy ngày nữa là đã hết năm nay, bước qua năm mới. Đề Dũng là cuộc đời tu sĩ không có gì để tặng quý vị mình, thì thôi tặng trên mặt tinh thần, đem lại cái học hiểu biết của mình, đem lại sự nghiên cứu của mình, tìm tòi ở trong giáo pháp của Đức Thầy cũng như mấy câu giảng của Đức Thầy, để bàn bạc chia sẻ, đem lại những cái thấy biết của mình để tặng bà con mình trong cái mùa đông, cũng gọi là cuối năm 2022, để chuẩn bị bước sang 2023. Chúc phúc cho chư quý vị mình được an lạc và tốt đẹp, may mắn mãi mãi, và được an lạc không còn tất cả cái sự lo lắng rầu buồn. Chúc cho quý vị mình cuối năm cũng như đầu năm gặt hái nhiều điều tốt đẹp theo sự ý muốn của mình, vạn thiện như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay được chia sẻ mượn ở trong bốn câu giảng của Đức Thầy, và đem bốn câu giảng của Đức Thầy trong bài đầu năm để bàn bạc cùng chung chư quý vị mình. Đó là, xin đọc lại, chúng tôi còn giữ lại ở trong bản chánh bổn gốc của bài đầu năm: Nam Hải Quan Âm trúc tịnh bình, Quan Hải qua Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, cầm nhành dương liễu rải tà tinh, quyết lòng độ tặng trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Và xin mượn bốn câu giảng này bàn bạc phản lối 20 phút tặng quý vị mình của ngày, của tháng cuối năm này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, tức là Quan Thâm Bồ Tát, ngài có cái bổn nguyện rất lớn, 12 câu nguyện lớn nhất của trong cuộc đời tu tập của ngài, cũng như ở trong đó có rút trong một 12 câu nguyện, thì ngài mới nói tất cả chúng sanh
trên thế giới này cũng như hoàn cầu thế giới, nếu một chúng sanh nào khổ niệm đúng danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ phóng hào quang gia độ trì cho người đó vượt qua hết tất cả mọi khổ khó trong cuộc đời. Danh hiệu của Ngài xin đọc lại: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quang Thâm Bồ Tát. Chúng ta niệm ba lần giống như vậy. Rồi hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên tuổi họ gì, cầu nguyện cho gia đạo cũng như đồng bào xã hội toàn cầu thế giới. Cái sự nguyện giái của mình, cái gì đó mình nguyện giái ra, xong rồi thì lại bốn lại xá ba xá là xong. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như Đức Thầy cho biết, trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Phiên dương gian bỏ bơ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Bây giờ trở lại bàn bạc trong bốn câu giảng của Đức Thầy. Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, tức là Quan Thâm Bồ Tát ở biển Nam Hải, còn gọi là ở hướng Nam. Mà ở đó đó là có cái biển gọi là cái biển Bột Hải. Con người không ai tới đó được cả. Nơi đó gọi là non bồng nước nhược. Tới cái cọng lông ngỗng đó, một sợ lông mà để ở trên mặt nước thôi nó cũng chìm. Cái vùng nước đó rất là yếu ớt. Chỉ có các vị mà đã đắc ngộ, chỉ có các vị liễu sanh thoát tử, có công đức phi phàm, có công đức siêu thượng to lớn mới được đến cái biển Bột Hải, được ở trên đó. Cũng như Quan Thâm Bồ Tát, Ngài có cái bổn nguyện để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà chỗ này quý vị mình biết, bốn câu giảng Đức Thầy nói trong bài đầu năm, mà đó là đầu năm Canh Thìn. Vì năm 39 đó, năm 1939, cuối năm 39 thì lúc đó là đã khổ rồi. Bắt đầu bước vào đến năm 40. Và qua năm 40 thì bắt đầu năm Canh Thìn. Đức Thầy viết bài này là đầu năm Canh Thìn, gọi là đầu năm tục lệ gọi ngày mùng. Cho nên vướng vào đệ nhị thế chiến, và ở trong đó đó nước rất là lớn. Ngày xưa vào thời kỳ năm 40 là đa phần con người là làm lúa mùa, mà nước lớn quá nó trôi lúa đi hết, làm cho con người khổ. Trâu bò cũng không có gì ăn, tới con người cũng không có gì ăn, lúc đó rất là khổ đói. Nên gọi là trâu bò ngóng cổ, nhà nông héo lòng. Tức là rất là lo lắng, ruộng lúa trâu đi hết rồi, khổ quá rồi, trâu bò cũng không có gì ăn chứ. Nhờ gom rạ mà lúa nước ngập nó trôi đi hết trơn, nó lục địa hết, làm lúa cũng chết hết, đâu còn. Trâu bò ngóng cổ tức là không có gì để ăn. Trông coi có ai cho cái gì ăn hay không, trông cho có mùa tới rồi có được gì hay không. Nên là trâu bò ngóng cổ, nhà nông héo lòng. Bây giờ trở lại, đó là trong bài đầu năm. Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, tức là lịch sử Quan Thâm Bồ Tát, Ngài tên thật vào thời kỳ xa xưa, vào thời kỳ Bảo Tạng Như Lai và thời triều đại vua Vô Chánh Niệm đó. Ngài đó là chúng tên thật là Chúng Yết Thái Tử, và tên của Ngài là Chúng Yết Thái Tử. Thì lúc này vua Vô Chánh Niệm đó được có 16 người con, tức là 16 vị thái tử. Lúc này vua cha mới nghe vị thần Bảo Hải nói rằng Bảo Tạng Như Lai có công đức siêu thượng, đưa con người đi đến chỗ toàn chân thiện mỹ, công đức mỹ mãn, để cho chúng sanh nhập vào thể tánh, để đạt được Niết Bàn, để đạt đến vô thượng vô vi chánh pháp. Vua Vô Chánh Niệm đem tất cả các sự tài vật cúng dường cho Bảo Tạng Như Lai xuyên suốt 3 tháng ròng rã như vậy, nguyện hưởng được cái cõi nhân thiên mà thôi. Lúc này vị thần Bảo Hải mới
mới đảnh lễ và cung tay và thưa với vua cái công đức mà cúng dường đó cho bảo tạng Như Lai xuyên suốt 3 tháng công đức lớn lắm. Sau ngài chỉ nguyện hưởng được cái cõi nhân thiên không vậy, hết phước rồi cũng phải đảo lại, sao không cầu cái quả vô thượng bồ đề. Lúc này vua vô chánh niệm mới lòng phát khởi lên thanh tịnh vô vi pháp, trở lại với trong tâm hồn của ngài. Ngài phát lên 48 lời thệ nguyện và phát lên 48 thời nguyện và tu theo đó lần lượt nhiều lũy kiếp về sau chứng đắc là quả Phật A Di Đà. Ngài trụ trì vào một cái cõi dùng đất thanh tịnh. Thấy vậy, người con kế tiếp đó là chúng yết thái tử tiếp theo làm giống như vua cha, đem tất cả tài vật vật thực, tất cả cái sự hết lòng đem cúng dường cho bảo tạng Như Lai xuyên suốt 3 tháng, phát lên 12 câu nguyện lớn nhất trong đời. Và lúc đó tu theo 12 câu nguyện đó, nhiều lũy kiếp đời sau đắc quả làm Quan Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện phổ độ chúng sanh. Đa phần là ngài nhìn ra ở ngài biển thấy chúng sanh đau khổ, lặn hợp trong biển mê sông khổ cũng như ngoài biển, thì ngài cứu độ hết tất cả. Và chúng sanh ai mà niệm đến hồng danh của ngài thì ngài sẽ cứu độ gia hộ hết tất cả. Nên câu giảng Đức Thầy nhắc lại trong bài đầu năm thì Đức Thầy chúng ta cho biết nhắc lại lịch sử của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Hải Quan Âm lấy tịnh bình, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát có cái tịnh bình, ở trong đó có nước cam lồ, có cái bầu hồ lô và chứa nước cam lồ, là thường xuyên đó lấy cái bình này nè là để trị bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh nào khổ thì ngài lấy cái bình này nè thì ngài thảy ra, ngài cứu vớt được tất cả muôn loài. Nếu ai niệm đến ngài, hướng theo ngài, tâm niệm luôn luôn lúc nào cũng nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như mười phương chư Phật, cũng như Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như hồng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài là Như Lai rồi đó, có quả vị Như Lai rồi mà ngài không chấp nhận về ngôi quả vị mà còn thị hiện để làm Bồ Tát để độ mãi mãi chúng sanh như vậy đó. Mình coi bổn nguyện của ngài lớn không. Cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy chúng ta đã cho biết như thế này nè, coi có ngôi vị sẵn không. Nam Mô Quan Âm Như Lai, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát đã có ngôi vị Như Lai rồi đó, chứ không phải tầm thường. Mà ngài thể hiện làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh hoài, coi công đức của ngài vi diệu lớn lao cỡ nào. Mà sao chúng sanh ở trên đời này ai khổ sao không ráng niệm danh hiệu của ngài, sao không tưởng nhớ đến được danh hiệu này, niệm làm theo để mà thoát khổ, để được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cũng như Phật trời cứu độ. Cầm nhành dương liễu rải tà tinh. Khi mà vào thời kỳ của đời Hạ Nguyên Mạt Pháp, của con người vào thời kỳ này, con người chết chóc lạ thai, bệnh hoạn bất tử, nhiều bệnh hoạn đủ thứ hết trơn, mà Đức Thầy nói nhiều phương thuốc ngừa sau ngăn trước mà cũng không thoát lực từng quần, dầu quảng nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Cái sự chết sống lẻ thai như vậy đó. Rồi có người thì được có phước thì về cõi trên, cõi tiên, cõi Phật, hoặc trở lại làm người. Có người không phước xa đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hoặc là làm ma không, hay hoặc là làm ma. Nhưng mà con người thời kỳ mà chết chôn không kịp á, thì lúc này ma quái nó sẽ xuất hiện, âm nó nổi dậy, dương si thì âm thịnh. Nên lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát mới xuất hiện, mới cầm nhành dương liễu nè, mới rải tà tinh. Rải tà tinh là để
để là cứu độ tất cả muôn loài vạn vật, không để tà tinh ăn sống nuốt tươi, không để tà tinh nó nhiễu hại, nó hoành hành con người. Mượn một câu chuyện vào thời năm 40 ở tại rạch So Đũa Sà No, có một cái dàm kinh sáng, lúc này từ ở ngoài đầu dàm mà chạy vô đó cổ không xa lắm. Từ đoạn đường đó khoảng lối hết cái đoạn dàm đó thì khoảng lối 10 cây đến 10, 12, 13 cây thôi à. Nhưng mà nó quanh co, nó uốn khúc gì nè. Đức Thầy còn nhắc nó dàm kinh ông bổn eo co khúc đường. Cho nên chỗ này, cái có thời đó tự nhiên bệnh dịch nó nổi dậy, làm cho con người chết chôn không kịp. Nửa tháng trước, hai vợ chồng cái ông già này ở trên Chợ Mới của tỉnh An Giang, chèo ghe đi xuống dưới đó bán nước tương nước mắm để cho con người, bán nước tương nước mắm thì thấy bình an lắm. Chạy chưa hết là một cái con kinh đó vậy đó hé, mà một ghe nước tương nước mắm bán hết trơn, bán đắt lắm. Hai vợ chồng mới tranh thủ trở về trên Chợ Mới lại để lo tranh thủ mà ủ nước tương nước mắm đặng mà nấu đem xuống dưới bán nữa. Thì khoảng 3 tuần lễ sau trở lại thì nơi đó bệnh dịch nổi dậy của dàm kinh Đông Bổn của rạch So Đũa Sà No đó, thuộc về làng Nhân Nghĩa, thì nổi dậy lên bệnh dịch làm cho chết chôn không kịp. Và lúc đó đó con người ly tán, tức là con người di chuyển làng, không ai dám ở đó cả, làng quạnh hiu, chỉ còn có một ông già ở tại đó thôi. Ông cúng hoài, cúng lai rai, ông cúng sáng chiều trưa tối ông cúng hoài, chỉ có ông già này còn ở lại. Mọi người lúc này hai vợ chồng mới chèo ghe xuống dưới bán nữa, sao từ dàm cho tới cuối dàm sao không thấy ai hết trơn á, lạnh tanh quạnh hiu như vậy. Hai vợ chồng mới cập vào cái nhà đó, thấy còn có ở ngoài bàn thơ thông thiên có nhang khói lên nguôi ngút, chắc có người còn, bởi vậy mới đốt nhang đây. Hai chồng ghé vô mới hỏi ông vậy chứ sao làng này hơn 3 tuần lễ trước đó đông đảo người ta lắm, con xuống đây con bán nước tương chưa hết dàm là đã hết ghe con rồi, mấy trăm lít nước tương nước mắm hết rồi, mà bây giờ con bán không có được ai hết trơn á, mà người ta đi đâu hết rồi. Ông già ông nói hai vợ chồng con bộ không biết sao, làng này hổm rài mấy tuần lễ nay á là bệnh dịch tả nổi dậy lên, đau bụng ói ỉa là chết, là chết nhức đầu đau bụng ói ỉa là chết, nên rồi gọi là dịch tả nổi dậy, người ta bỏ làng đi hết rồi, chỉ còn có mình ơn lão ở đây thôi. Và ở nơi đây đó là ngày con người đau bệnh, đêm á thì đàn binh nó dẫn đi giúp ở trên đường này. Hai vợ chồng con đó là phải tranh thủ về quê liền, không thể ở đây lâu dài được. Và cho nên đó tất cả hai vợ chồng con phải lo cơm nước xong rồi tranh thủ về. Hai vợ chồng về đâu kịp nữa, mới xin ông già đừng bó nhang ra chống ghe ra nữa cái con kinh đó, rồi xong cái nấu cơm ăn uống xong rồi hai vợ chồng á đốt nhang lên cúng lúc nào cũng hương khói nguôi ngút hết trơn. Bắt đầu cỡ phản nó sụp mặt trời hơn 6 giờ mấy đến 7 giờ tự nhiên nó nghe trời đen tối như mực. Hai vợ chồng mới nghe từ ở trên đó nghe cái tiếng đi rụp giống như là quân đội đi vậy đó, nhưng mà đó là đàn binh đi nghe rụp đi xuống. Thì lúc này đó bà vợ ông chồng á là ngồi quay ra phía trước, bà vợ ngồi quay ra phía sau, rồi đau lưng với nhau, rồi đốt nhang đằng sau lái đằng trước mũi và lo niệm Phật thôi. Cho đến nghe nói kìa bay, ở dưới đứa còn chiếc ghe còn người ta kìa bay, xuống nó bắt nó tao bay. Thì trong lúc này nghe có nói cho thằng đó đi ra, cái ông thủ lĩnh ở trong đó mới kêu này ra ngoài mày coi thử coi, mày bắt nó vô đây. Bà vợ bả mới khều ông chồng, nó tới rồi đó ông ơi, nó tới. Ông chồng nó ráng niệm Phật, bà ơi ráng niệm Phật. Thì hai vợ chồng lo niệm Phật thì cái con quỷ này nó vừa đi ra
nó tính leo lên, nó cố tình nó bắt hai vợ chồng ông này. Nó vẫn thấy nhang đốt nguôi ngút hai vợ chồng đang ngồi niệm Phật, nhưng mà nó thấy gì nó chở vô, không dám bắt, vì nó thấy có bốn vị chư thần giữ đằng trước hai vị, đằng sau hai vị, nó không dám vô bắt. Nó chở vô, nó nói ông hai vợ chồng ông này niệm Phật tinh chuyên và có bốn vị chư thần giữ, con không dám bắt. Nói nếu vậy thì mày đi ra thử coi làm sao. Sai thằng kia ra, nó cố tình nó bắt hai vợ chồng, vừa leo lên chiếc chiếc ghe thì lúc này chư thần quánh rớt xuống dưới nước, chạy vô, nó lội vô, nó nói ông ơi bắt không được, ông ơi nãy chư thần đánh con đau quá, con chạy vô chút xíu nó con chết rồi, người ta cúng lại niệm Phật mà bắt sao được. Cái lúc này nó mày bắt không được để tao ra. Thì lúc này đó cái con quỷ chúa đó, chúa cái đàn binh nó dẫn ra ngoài, đi ra ngoài nó dòm, nó thấy rồi nó lội chở vô, nó thôi đi bay ơi, là vợ chồng mới thoát được cái nạn đó. Sáng rồi đó, lúc này mới ghe mới chèo ghe đi về, về Chợ Mới luôn, không dám xuống đó nữa. Vợ chồng phát tâm ăn chay cúng lại chừng nào cho tới chết mới thôi. Cho nên lúc này thời gian khổ sở, ma quái lộng hành, âm binh nổi dậy, nẻ chóc từ nhà, con người đói khổ, chỉ có qua về nẻo đạo, chỉ có qua về chính mình, lo tu hiền, sửa tâm tánh, cải hối ăn năn, quy y Tam Bảo, chay giới cúng lại hàng ngày hàng buổi mới có kịp với thời kỳ. Giờ đó mới được quan thăm Bồ Tát, mới lấy tịnh bình, mới cầm nhành dương liễu, mới rải, mới hết tà tinh, mới cứu mình được. Quan thăm Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng, thì ngài cầm nhành dương liễu, ngài nhúng trong nước, trong bầu hồ lô nước cam lồ, ngài rải để mà trị tà tinh, để cứu vớt con người. Nhưng mà lúc đó cái nghiệp của mình nặng quá, mình không biết tu hành, cái nghiệp mình nặng quá, thì những giọt nước đó thì làm sao chúng mình được. Vì các ngài cứu độ là phải cứu độ, ai cũng cứu độ hết, nhưng mà cái nghiệp của mình phải chết vào cái cảnh đó là mình phải chịu. Còn cái người gì, cái người kém đức, cái người không có đức, không có phước, không tu hiền thì phải bị trả quả, đến ngày trả quả âm mị biết bao. Còn quan thâm Bồ Tát cầm nhành dương liễu rải ra để diệt tà tinh, thì lúc này đó là những người có công đức, những người có tu hành, những người có ăn chay, những người biết hiếu thảo, những người lo cho đất nước thì sẽ được quan thâm Bồ Tát cứu hết, sẽ cứu độ được hết. Nên gọi là cầm nhành dương liễu rải tà tinh. Vào thời kỳ sau này mà cái nạn mà con người mà bệnh dịch mà toàn cầu thế giới chết chôn không thể kịp, thì lúc này đó thì ma quái nó sẽ lộng hành. Cái âm mà dương si thì âm nó thịnh đó, thì lúc này ma quái nó lộng hành thì làm cho con người mình, dạ, làm cho con người mình là phải chết. Lúc ai cứu độ mình đây, sao mình không quay lại mình ráng làm lành, sao không quay lại để quy y Tam Bảo, rồi sao không tam giới quy y Phật Pháp Tia, Phật Pháp Tăng, sao mình không biết quy y đây, sao mình không dám giữ được ba giới, sao mình không dám giữ năm giới. Cho nên đó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là bắt đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Hàng ngày mình sống ăn mặc ở, sanh ra trên đời, rồi sống ăn mặc ở, chờ cho tới chết có gì đâu. Cũng như có một lần nọ, bác hai Như Sanh đang ngồi trên chiếc xe, thấy con gà nó chạy trước đầu xe, mà nó chạy trước đầu xe, nó chạy chiếc xe 50 chỗ sao nó tránh nổi. Sức chiếc xe nó chạy tới 8-90, 100 cây số một giờ, sức con gà nó chạy 20-30 cây thôi chứ gì dữ hả. Mà nó vỗ cánh nó la quát 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 quát, rồi nó chạy chiếc đầu xe hoài. Ai về đâu, chiếc xe nó chạy tới một chút, nghiền nát con gà. Con gà kia, bác Hai Như Sanh tí dụ chỉ cho là mình, chiếc xe kia tí dụ cho sự vô thường và cái luật tạo hóa. Luật tạo hóa vô thường. Cho nên đó, mình làm sao, mình từ tuổi 1 cho đến ngày hôm nay mình mấy chục tuổi rồi, mình sống sao cho có ý nghĩa chứ.
tại sao mình sanh ra, ai ai là người tạo mình ra, cha mẹ mình tạo mình ra, sao mình không tập hiếu thảo đi để bắt hiếu rồi bỏ cha bỏ mẹ chứ. Hoàng thiên hảo phụ bắt tâm nhân, trời Phật sẽ không phụ người có hiếu thảo. Sao mình sanh ra trên đời, tại sao mình sát sanh chi vậy? Thiếu gì nghề nghiệp, thiếu gì món ăn, sanh ra trên đời nè, ai tập cho mình? Rồi bây giờ mình quay lại tập giết cái mình quen đi. Cha mẹ sanh ra mình ra cái thương con, cái cha mẹ biết tu thì tập cho con ăn chay, cha mẹ không biết tu thì cho con ăn mặn, rồi sát sanh hại giặc mãi mãi vậy. Rồi phải tội rồi. Sao mình không tìm cách những món ăn rau cải củ quả thiếu gì? Do mình lựa chọn mà thôi. Do tâm hồn của mình kém lòng nhân, cho nên mình đó là ỷ mạnh hiếp yếu, mới gọi là giặc dưỡng nhân. Chứ lực nào mà có là giặc dưỡng nhân được. Sao lên trên rừng, trên núi, lên tà lơn, đi vô trong rừng đó, lỡ lạc đường có một chút xíu, sợ sanh dờn mặt mày, bằng đêm không dám đi xa ra, sợ là nhân dưỡng giặc trở lại. Lúc đó đó sao mình không hy sinh để cho nó ăn mình lại? Không có lực đó, đúng không? Mình sợ mà. Cho nên đó, cái gì để sống phải công bằng. Tại sao người có đức, tại sao người tu được tồn tại mãi, tại sao người hiền còn mãi mãi trên đời? Chẳng những kiếp này sống được an lạc mà còn nhiều kiếp sau được hưởng được cái hồng ăn phước báo rất lớn nữa kia. Mà tại sao mình không làm theo để mình thoát được cái nạn khổ của cuộc đời sắp tới và sau này? Cầm nhành dương liễu rải tà tinh, mình nghe được lời Quan Thâm Bồ Tát, nghe được Đức Thầy chúng ta chỉ như vậy. Mà Quan Thâm Bồ Tát nói đó, Đức Thầy nhắc lại đó là quyết lòng độ tận trong sanh chúng. Đức Thầy chúng ta, tức là Đức Huỳnh Giáo Chủ, con Đông Đức Bà, cũng như tất cả các chư Phật, cũng như các vị Bồ Tát, sẽ hết lòng, sẽ có bổ nguyện độ tận trong sanh chúng. Đức Thầy có bổ nguyện như vậy nè: bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Cái bổ nguyện của Đức Thầy như vậy đó, và bổ nguyện của Quan Thâm Bồ Tát: nếu chúng sanh nào niệm đúng danh hiệu của Ngài, Ngài cứu độ ngay. Sao mình không niệm hồng danh Quan Thâm Bồ Tát hàng ngày coi sao, có đổi vận mệnh mình nổi không? Mình thử đi, thử niệm hồng danh thăm Quan Thâm Bồ Tát và làm lành lánh dữ, hiếu thảo cha mẹ hoài hoài đi. Và bổ nguyện của Đức Thầy đó là bể trầm lưng khô cạn sáo đàn. À, địa ngục nè, ngã quỷ nè, súc sanh nè, rồi Atula nè, người nè, trời nè, ở trong đó đó là những vị này vẫn còn nằm trong cái mục mà luân hồi đó nha. Còn trong sáu nẻo mà luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra, tại sao mình không cố gắng mà niệm danh hiệu đó? Tại sao mình không cố gắng tu hành? Bắt đầu là mình tập đi ăn chay nè, mới bằng đầu ăn chay chưa được thì ăn chay 4 ngày đi. 14 rằm, 29 30, tháng thiếu thì 29 mùng 1 tập ăn chay đi, rồi lần lượt ăn chay trường, lòng nhân mình mới nó càng ngày càng sâu sắc, lòng nhân mình càng ngày càng lớn ra, rồi mình mới thấy được con đường tội lỗi nhân quả thế nào. Ăn cái gì đó nuốt khỏi phần cổ ra rồi. Sao mình không đi theo con đường Phật dạy, thầy dạy, rồi mình cúng lại sáng chiều, ai rảnh thì trưa hoặc tối, mà hai thời công phu sáng chiều, sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Sao không tập cúng lại sáng chiều thử coi có thay đổi được vận mạng, có thay đổi sự khổ của mình không? Mình tập đi, mình coi con đường này sao đi, thấy con đường nào hư đó thì mình sửa, mình đắp cây cầu nào hư mình hùng mình làm, tự nhiên mình có phước báo lớn rồi, tự nhiên mình thay đổi vận mạng của mình ha. Tại mình không tin tưởng Tam Bảo, mình không có tin tưởng lời thầy dạy, mình không tin đủ cái khả năng, đủ cái tâm hồn mình tin tưởng Quan Thâm Bồ Tát. Mình thử mình về chuyến này mình, hay hoặc là ai có nghe được cái clip này đó, mình thử mình niệm hồng danh Quan Thâm Bồ Tát, niệm hoài hoài trong tâm mình coi, trạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, thầy mình dạy vậy đó. Mà thử coi có thoát được nổi hay không. Tất cả mọi vị, mọi thứ trên đời này, cái gì cũng phải đi theo định lực hết.
mà chỉ có tu mới là chuyển nghiệp mà thôi. Vậy thì ai ghét ai ưa cũng mặc tình, mình niệm danh hiệu đi, mình tu đi, mình ăn chay cúng lại niệm Phật, mình sửa tâm tánh của mình đi, tham sân si ái ố mạn nghi, mà mình sửa đổi, nó thay đổi lại những cái tâm thánh thiện tốt đẹp, từ bi hỷ xả đi, rồi mình thấy cuộc đời vận mạng của mình thay đổi và mình sống rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Còn người ta chê cười thế này thế nọ, đi đám cúng tần sao, đi lấy thuốc nam sao, người ta cười sao chuyện của người ta. Nhưng mà kệ mặc tình đi, mình lo mình tu hành, mình cứu vớt cuộc đời của mình và tổ tông của mình, và mình bỏ xác này mình được có xác liên hoa quá thăng, cuộc đời còn sung sướng, còn khỏe hơn nữa. Vào cuối năm cũng như bắt đầu sửa sạn qua năm mới, Đệ Dũng tặng bà con mình 4 câu giảng Đức Thầy trong bài đầu năm, và bao nhiêu ý tứ học hiểu biết được, bao nhiêu tâm huyết của Đệ Dũng chia sẻ, đem lại cái sự khuyến khích cho bà con mình trong nước, ngoài nước, cũng như bà con có mặt ở nơi đây. Đem lại nhiều cái phước báo tu hành, và đem lại sự giác ngộ và thoát khổ, luôn luôn tin vào Quan Thâm Bồ Tát, cũng như Tam Bảo, cũng như thầy mình. Ai niệm danh hiệu Quan Thâm Bồ Tát, cũng như danh hiệu Phật A Di Đà, cũng như Đức Thầy, chúng ta luôn luôn nhắc nhở để mình cố gắng tu hành, tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Đến đây xin hết, chúc phúc cho chú vị mình thành công. Nam Mô A Di Đà Phật.